Dạ vâng, kính chào quý bà con, cô bác, quý anh chị đã quay trở lại kênh Xe Đẹp Giá Rẻ nha. Thì buổi chiều hôm nay bên kênh Xe Đẹp Giá Rẻ sẽ chính thức lên sóng review cho bà con một mẫu Innova 2018 màu ghi bạc mới về. 2018 thì bên em có hai mẫu, một mẫu màu đồng anh kim, một mẫu màu ghi bạc đây. Để hôm qua là em quay review mẫu kia rồi, hôm qua quay chi tiết mẫu này cho bà con nha. Đấy, biển Đồng Nai 60A59829. Thì 2018 thì nó đã trang bị trên mình là máy eco, tiết kiệm nhiên liệu, cân bằng điện tử, nói chung là tăng tốc, bù và mắt đầy đủ hết. Và bên em có chính sách là một là hỗ trợ khách hàng vay ngân hàng, với khách hàng chỉ cần tầm 230 cũ là có thể ngân hàng hỗ trợ cho khách hàng vay. Còn cách thứ hai có nghĩa là quý khách hàng có thể là chuẩn bị cho em thiếu, bên em có chính sách là cho quý khách hàng thiếu từ 20, 30, 50, 60, 70, 80 hoặc 100 100 cũ, không lấy lãi suất quý bà con luôn, hỗ trợ cho quý bà con nợ chậm, nợ trả chậm cho bên em đấy, rồi cố gắng thanh toán cho em để cho em mà cho người sau nợ nữa nha quý bà con nha. Màu ghi bạc xe rất đẹp, nói chung bên em có tất cả các đời luôn, 16, 17, 18, 19, 20, 2020 đầy đủ hết luôn nha. Rồi màu ghi bạc biển Đồng Nai nha quý chị em nha. Em xin đi vào chi tiết nha quý bà con nha. Đấy, rồi có 2015 rồi nữa nha. Màu ghi bạc xe rất đẹp, xe full đồ chơi ốp mẹ G-Ron. Quý bà con coi nè, đèn đuốc sáng bưng hết. Đấy, những cái ốp nè, bà con thấy không? Đẹp tuyệt vời. Đó, những cái ốp nè, đèn gầm nè. Đấy, ốp hết đẹp tuyệt vời, màu xám bạc. Và xe bên em đặc biệt là cam kết bà con là không có phạt nguội nha. Là những chiếc xe về là bên em cho đi tết phạt nguội hết luôn. Đấy, đến tháng 5 2026 nè. Đấy, bà con nhà mình yên tâm chưa? Mua về là sử dụng, không phải sợ phạt nguội không gì hết. Đấy, xe đẹp lắm, dán full film cách nhiệt luôn quý bà con ơi. Nằm cái lớp mới tinh, keo nhồng luôn nè. Bà con thấy không? Nằm cái lớp mới tinh, keo nhồng. Đấy, gương nè, đó, gương ốp gương nè, đấy, dán phim cách nhiệt nè, rồi có chống chày cốp nè. Nói chung bên em nói chung là trang bị option cho quý bà con đầy đủ hết luôn, quý bà con thấy không, đồ chơi đồ nè, đó, option lớp keo nhồng luôn nè bà con, đó, lớp keo nhồng hết luôn cho quý bà con, đấy, tuyệt vời chưa. Đấy, 2018 màu xám bạc nha, đồ chơi là full. Đấy, bà con coi gầm bệ của nó nè, 7 màu nha. Đấy, gầm bệ đẹp tuyệt vời, thấy chưa, nhìn một cái là yêu luôn, tuyệt vời nha bà con nha. Đấy, 2018 nè, đấy bà con thấy không, đẹp tuyệt vời, đó, tuyệt vời luôn bà con, đó, lấp láp keo nhông, bà con thấy chưa, đẹp lắm, nội thất nội thiết đồ là mới tinh, bên em may mới hết, đó bà con thấy nội thất của nó là màu đen kem, chống chống cái bu luôn á. Đấy, lót sàn 3D. Đấy, lót sàn 3D. Bà con thấy không? Lót sàn 3D, gài vòng tắp bi nè. Dày cui, xe nối không với đâm ve ngặt nước nha, cam kết bằng văn bản cho quý bà con luôn. Đấy, không thi kích không gì hết. Lớp sau nè, keo nhồng nè, gai nè. Đấy, bà con coi tuyệt vời chưa? 2018 chạy chuẩn 81.000. Đấy, đồng hồ đây. Bà con coi cái vô lăng là đánh giá giùm em nè. Cái gai cái vô lăng nè, bà con coi đẹp chưa, tuyệt vời đó, đẹp nha. 2018 nè, bách bản L nè, bà con coi quá là đẹp luôn, xuất sắc. Màn hình Bravo nè, phụ số nè, thắng tay nè, cân bằng điện tử nè, power nè, eco nè, sấy sự kiến nè, cam nè, rất đẹp. Nói chung là xe bên em bán là nó bao chết tết nè, bà con coi lớp nè. Đấy, máy móc là miễn ban, ốc cabo là chưa ra nè, thấy chưa, keo sùng chỉ nè, bà con coi quá là đẹp luôn, quá là tuyệt vời, thấy chưa, bà con coi đẹp không. Đây, dấu quy si của nhà sản xuất nè, còn hầu như là còn nguyên hết đó, những cái đinh bon như thế này mà bà con chê là chê đâu nữa, quá đẹp. Máy nè, sáng bưng luôn đó, máy sáng bưng luôn, ốc vàng cò chưa ra, quá là đẹp. Phần này ABS nè, chống phần bỏ cứng cài bốn bánh nè. Rồi, chiếc 2018 này bên em chào bán cho quý bà con bảo hành là 18 tháng, chào bán là 470 470 triệu, bớt 5 triệu còn 465, bao rút cái hồ sơ gốc và có thương lượng cho quý bà con khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Kể cả chiếc này và chiếc đồng anh kim đây đều là 465 hết, bà con thích chiếc nào thì quất chiếc đó, bằng giá nhau hết nha bà con nha. Chiếc này là đồng anh kim,
chiếc này là màu ghi bạc, dí vô lại bạn đó, bà con thích chiếc nào cũng được. Đây là đồng bánh kim, hôm quen có quay clip chi tiết rồi đó bà con hả. Đấy, có bể bước chân, đồ chơi đầy đủ hết. Đấy, chiếc nào cũng đẹp như chiếc nào Thúy Quân và Thúy Kiều. Đấy, bà con thích chọn chiếc nào cũng được nha. Rất là đẹp nha, 2018 bằng đời nhau hết. Con này là 2015, e bản đủ màu ghi bạc. Chiếc này thì em để cho bà con với giá được cực kỳ mềm luôn, 329 triệu. Đến xem xe là có bớt, có thương lượng, bản đủ nha, đời 2015. Ngày mai em sẽ lên sóng cho quý bà con. Đấy, yên tâm giùm em nha. Tuyệt vời luôn quý bà con ơi. 2015 e bản đủ nha. Đấy, xe cũng khá là đẹp nè. Rồi, Isuzu MX nè, 2019 nè, phiên bản máy dầu, số sàn, động cơ turbo. Đấy, động cơ là 1.9, đấy, sử dụng động cơ turbo tăng áp. Chiếc này bên em bán cho nhà mình với giá cũng rất là mềm nè, chỉ có 500 triệu thôi. Đấy, 510 bớt 10 triệu 500. Đó, xe rất là đẹp luôn quý bà con ơi. Miên mang giùm em đi. Đấy, máy dầu. Đấy, máy dầu. Đấy, bà con coi đẹp chưa? Tuyệt vời nha, máy dầu nha. Đấy, nói chung là tuyệt vời, xuất sắc đó bà con. Máy 1.9 mà, phiên bản mới đó bà con. Đấy, ngồi ra bên em còn khá là nhiều mẫu xe nữa bà con. Đấy, 2018 đó nè, cũng đồng giá nè, 2015 cũng đồng giá nè, số tự động nè. Đấy, con này thì vừa chốt rồi, số tự động nè. À, con này 495, con này 2017, 455, bớt 5, 450. Đấy, 2015, 2018, nói chung là full hết. Bà con cần món gì thì cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại là 0972 147247. Mua bán trao đổi cái dòng ô tô đã quay sử dụng tại Dĩ An, Bình Dương nha cả nhà nha.